báo cáo vụ sụp cái mắt cho mọi người nghe xem tìm đến đâu rồi. Vâng, tới khoảng là cái vụ sụp cái mắt này là những người lớn tuổi là hay bị đâu. Thế báo cáo là bác làm thế nào bây giờ so sánh. Tôi thì mới vào lớp hôm nay là buổi thứ hai, nhưng mà trong những ngày trước ấy, thì cái, bây giờ tôi là tuổi nó cao rồi thì là cái mi mắt này nó bị sụp xuống thì là nó những cái tràng nó mày này, những tràng nó bi này, nó bi là nó sụp xuống là nó chọc vào cái màng mắt, nên rất khó chịu và chảy mắt rất nhiều. Nên tôi được mới được vào thì tôi về tôi thực hiện được hai hôm nay thôi, nhưng tôi thấy rất là đỡ. Mắt của tôi giờ nó cái lông mi nó không tròn nữa, nó không tròn ở bên trong nữa, mà tôi thấy rất là dễ chịu. Tôi xin cảm ơn thầy giáo và cảm ơn cả lớp ạ. Để tuần trước có thấy cái mắt các em nghe em thấy chảy cả nước mắt cơ, mắt cơ rú. Vâng, có mỗi cái động tác này thôi ạ. Hôm đấy nhớ mắt là hướng dẫn các cái động tác này, lấy hai ngón tay này đặt đúng vào giữa lông mày này, để đây 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Đấy, cứ đôi lúc nào để như thế 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Xong này 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Đấy, một đợt là khoảng 3 đợt như vậy, mỗi đợt 9 cái để lên như thế ạ. Một tuần giảm 30% lúc nào làm đấy. Một tuần giảm 30% thế ạ. Giảm gì? Giảm sụp mí. À, của chị á? Ừ. Chị cũng giảm à? Giảm 30%. Bác nhận xét thì bác giảm được bao nhiêu phần trăm? Dễ chịu. Dễ chịu rồi. Vâng. Trước không cọc vào nó khó chịu, còn chị giảm được bao nhiêu? Giảm 30% ạ. Ở đây đây báo cáo sụp mí mắt là giảm béo thế nào? Mời. Hôm nay thì thấy đẹp thế, hóa ra là giảm được 3 phân. Chả giảm thế nào, thế nào nhỉ? Cháu là lại bệnh vững, nó bệnh vững. Cháu là do bệnh vững nên nó không thể xuống được. Trước tôi hướng dẫn cái làm được ai thôi, còn một số cách nữa. Thầy cũng dẫn thêm. Báo cáo thầy về tất cả các học viên phòng diện chẩn cao đa ở Bắc Giang ngày hôm nay. Thì trước hết về điều trị miền Bắc ấy, thì bản thân tôi chịu miền Bắc rất là nhiều. Thì được thầy giáo hướng dẫn thì tôi cũng làm giống như thầy giáo. Thì qua một tuần thì tôi cảm giác được là tôi giảm khoảng 30%. Sau hôm đầu tiên các đồng chí thấy ạ, miền Bắc của tôi sụt hẳn xuống, hệ xuống như này ạ. Thì bây giờ thầy khác hẳn rồi ạ. Sụp thì nó theo lứa tuổi ạ, chắc giờ cũng là đến tuổi rồi nên là nó sụp thôi ạ. Sụp cách đây chắc khoảng cách đây khoảng 3 năm ạ. À, tiếp theo đó là về đẹp thì giảm mỡ bụng. Thì cái bụng thì lần đầu tiên tôi đo thì 83. Thì bây giờ đo chắc khoảng tầm 80 thì khoảng 3% trong một tuần. Tuần đầu tiên thì tôi làm thì nó chưa đủ. Có nghĩa là làm 15-20 phút thôi thì sau đó được hướng dẫn thầy. Thầy hướng dẫn. Vâng, khi tôi làm cái cầu vai tôi thì lớn này thì tôi đẩy từ cầm ngược này ạ, tôi đẩy từ trên trở xuống và 20 phút lần lượt đấy, rồi ngang này 20 phút và tôi lan đạo bụng tay bụng chân nữa và tôi bấm bụng giảm vào bụng hết ạ. Một ngày thì thời gian này là buổi sáng và buổi tối á. Bởi vì là khi thể dục thể thao ấy, cái cơ bụng rất là rắn chắc nên nó khó. Và như chị tập bơi thì cũng là khó á. Tức là tuần trước chị làm không thấy gì, xong tuần rồi chị tăng thời gian lên đúng không? À, tuần trước thì mình làm cái thời gian đúng không ạ? Cái thời gian chỉ có khoảng 15 phút thôi, nó không đủ. Bên lại thời gian đầu là cái bụng mình săn chắc, nó chưa tan được thì chưa có hiệu quả. Đến tuần thứ hai mình làm thì thấy có hiệu quả. À, ok, cảm ơn chị. Rồi. Thế này, không chịu đủ bước đúng không? Đây 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 đây. Đấy là thông thường mọi người là làm như vậy, nhưng mà đối với trường hợp chị là hay tập thể thao, cơ săn vào rồi thì mình sẽ làm mất công hơn chút và nhiều thời gian hơn. Còn những trường hợp khó hơn này mà sử dụng cái này chưa ăn thua ấy, thì mình sẽ dùng đầu tiên là một cái năng như này, nhưng nó là quả đinh như này, này.
mình sẽ dùng năng cầu đôi đinh lớn năng trước đấy, là thật tuyệt vời. Dùng cái này năng trước này, năng trước để nó giãn ra trước, nó làm lên cơ này, làm này trước, sau đó mình năng ngang này. Nhớ là phải năng ngang, không cuối cùng trên giảm dưới cũng giảm. 20 phút tiếp theo, này dùng cái này năng cũng thế, rồi á đánh tại chỗ này khó hơn nữa, đánh cả sau lưng nữa, đánh trước sau này. Nếu người nào khó quá mới làm thế, người nào giảm về thì thôi, người nào làm mãi không được thì năng nóng cả sau lưng, cả sau lưng có cả bôi dầu, không nhất thiết phải bôi dầu, nhưng trường khó quá làm mãi khi không được thì bôi dầu. Mình tăng theo từng cấp độ level khác nhau. Đấy, đánh cả sau lưng xong này, xong sau đó mình dùng cái lăn ngải đấm đôi. Cả nhà mình biết có lăn ngải đấm đôi, ai biết cái đấy không? Có lăn ngải đấm đôi rồi. Mình lăn ngải đấm đôi, sau đó mình cho ngải vào, đó mình lăn, lăn ngải đấm đôi, mình bật cái này lên. Tức là bây giờ phải dùng đến ngải nữa. Bình thường mọi người chỉ cần cái này là đủ rồi, tuy nhiên trường hợp khó là phải kết hợp nhiều dụng cụ với nhau, thì kiểu gì cũng làm được thôi. Bên trong, bên ngoài đó là những thanh đồng với thanh sắt, sau đó mình đóng cái nắp vào thì cái ngải đấy mình đang toàn bộ bụng, thì vừa là sức nóng của ngải, vừa là cái tác động năng nữa, thì nó xèo 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 hết ngải. Cái tâm nó dọa xèo xèo thế thôi, nhưng mà nó nóng đủ chịu được. Đấy, mình kết hợp ba cái đấy, một là năng cầu đôi đinh lớn này, hai là năng cầu gai đôi lớn, ba là năng ngải đồng đôi. Em về thử làm xem. À, đây đây, thử thử gì đây. Thì cái ngải đồng đôi cũng 20 phút, tức là năng cầu đinh 20 phút, cầu gai 20 phút và ngải đồng đôi 20 phút. Tất cả một tiếng, một ngày làm ít nhất một lần, đấy là dành những trường hợp khó. Đúng rồi, đây đây đấy, đây cho ngải xong rồi cho vào trong cái này, xong rồi mình hơi này, mình lăn trực tiếp trên thân mùi heo, nó sẽ giảm và lăn liên tục. Nó liên tục cái chỗ mà cần phải béo ấy, cả 20 phút nó cũng nóng đấy, nóng nhưng mà chịu được, thì nó đốt cơ nó rất là nhanh. Dạ. Ngoài ra mình sẽ bấm bộ giảm béo toàn thân, giảm béo ấy, ở trong sách giáo trình nó và bí quyết này, bí quyết bây giờ tiết lộ này, dán cao bộ giảm béo trước rồi làm 3 bước này sau, thì nó lại nhân đến cấp độ, tác dụng nó mạnh đến cấp độ. Dán cao bộ giảm béo trước, sau đó làm 3 bước này sau. Quả này về chỉ cần học được một chiêu là gì? Giảm béo. Thế là xong rồi làm. Không hết việc. Xong lăn 30 phút cũng được. Rồi xong bộ giảm béo nhé, mọi người về thực hiện nhé. Tuần tới báo cáo.